Sáng ngày 25 tháng 5, Ban Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Dự hội nghị có Thượng tá Nguyễn Hữu Quang, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Thượng tá Đỗ Hồng Kiên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố, các đồng chí sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, diện cán bộ quản lý Ban Chỉ huy quân sự thành phố và Chỉ huy trưởng 16 phường xã. Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999. Trong quá trình thực hiện, luật đã được sửa đổi bổ sung hai lần vào năm 2008 và năm 2014. Trong những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của luật cũng như các nghị định, nghị quyết, thông tư, hướng dẫn, cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn về thực hiện luật sĩ quan và chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn đơn vị. Thường xuyên chủ động đề xuất cấp trên những chủ trương, biện pháp thực hiện hiệu quả luật sĩ quan trong đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đồng thời quan tâm thực hiện công tác bảo đảm chế độ chính sách, hậu phương đối với sĩ quan, nhất là các đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đồng thời thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng chính trị của sĩ quan dự bị, chú trọng tạo nguồn từ đối tượng là đảng viên. Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến phát biểu tập trung thảo luận chỉ ra những khó khăn bất cập trong thực hiện luật sĩ quan, đó là quy định về độ tuổi sĩ quan, chức vụ, chức danh, thăng quân hàm, chính sách tiền lương, hỗ trợ nhà ở đối với sĩ quan để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.